Hello hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại clip mới nhất trên kênh của mình anh em nhé. Rồi, ok anh em, hôm nay mình làm clip này sẽ chỉ cho anh em cách để chiến con 68 game bài này cực kỳ đơn giản anh em nhé. Ok anh em này, lối đánh của mình như sau anh em nhé. Anh em cứ lấy xí ngầu 1 cộng xí ngầu 2 anh em này. Đấy, cứ ra chẵn là quánh xỉu, ra lẻ quánh tài anh em nhé. Ok, vốn của mình hiện tại đang là 54 củ anh em ạ. Rồi, chặn rồi, chặn đánh xỉu anh em ơi. Chặn đánh xỉu anh em nhá. Cứ lẻ quánh tài, chặn quánh xỉu anh em ạ. Ok, tay đầu tiên mình quánh xỉu này anh em này. Rồi, 451 húp xỉu anh em ơi, húp xỉu cho anh em nhé. Rất đơn giản đúng không anh em, húp xỉu anh em ạ. Lối đánh rất là đơn giản mà hiệu quả cực kỳ cao anh em nhé. Ok này, 41 là 5 lẻ, lẻ quánh tài anh em này. Lẻ quánh tài anh em này. Cứ trận đánh xỉu lẻ quánh tài là húp cho anh em nhé. Lối đánh rất là đơn giản phải không anh em? Hiệu quả cực kỳ cao anh em nhé. Lối đánh này thật sự anh em là mình áp dụng rất là nhiều anh em ạ. Hiệu quả nó cực kỳ cao luôn anh em nhé. Hiệu quả cực kỳ cao luôn anh em ạ. Rồi, húp tài rồi này anh em này. Húp tài 15 anh em nhé. Rất đơn giản phải không anh em? Húp tài 15 luôn. Ok, anh em xem mà thấy hay thì nhớ bấm like ủng hộ kênh cho mình anh em nhé. Ok này, 64 là 10, chặn chặn xỉu này anh em này. Chặn quanh xỉu anh em này. Chặn quanh xỉu lẻ quánh tài này anh em này. Thật sự mình làm clip này chỉ cho những em nào mà mới chơi, hoặc những em nào đang chơi lâu năm rồi mà anh em chưa có lối đánh cụ thể thì anh em đánh theo lối đánh của mình anh em nhé. Khẳng định với anh em, đánh là húp anh em ạ. Cứ đánh là húp anh em nhé. 10 tay tôi khẳng định với anh em là ăn từ 7 tay đổ lên anh em nhé. Khẳng định là ăn từ 7 tay đổ lên anh em ạ. Ok, 43 là 7 anh em này. Lẻ lẻ tài này. Lẻ tài anh em nhé. Cứ chặn xỉu lẻ tài là húp thôi anh em ạ. Cầu có vẻ đang đi một cầu bệt anh em nhé. Cầu này gọi là cầu thuận anh em ạ. Rất thuận, đi đúng theo cầu của mình anh em nhé. Ok, vẫn là húp tài anh em thấy chưa nào? Chưa bao giờ biết gãy một tay anh em nhá. Cầu đang thuận anh em nhá. Chưa bao giờ biết gãy một tay anh em ạ. Cứ đánh là húp anh em nhá. Đánh là húp anh em ạ. Ok, 6511 lẻ lẻ vẫn là tài anh em này. Rất đơn giản đúng không anh em? Đấy anh em bấm vào đây. Nó có 3 cọc chín ngầu, anh em bấm vào chín ngầu 3. Mình cứ lấy hai con chín ngầu, ví dụ như con chín ngầu 1 màu tím nó đang là đứng ở cọc số 5 phải không anh em?
Con màu đỏ đang ở cọc số 6 thì 6 cộng 5 bằng 11 là số lẻ. Nó cứ ra tổng lẻ, ra số lẻ là anh em quay tài. Ra số chẵn là anh em quay xỉu, là húp anh em nhá. Rất đơn giản đúng không anh em? Ok, những em nào đang xa bờ thì cứ đánh theo lối đánh của mình khẳng định với anh em là về bờ an toàn anh em nhá. Về bờ an toàn luôn anh em ạ. Rồi, bắt đầu ra một tay xỉu anh em ạ. Bắt đầu ra một tay xỉu anh em nhá. Ok, 43 là 7. Lẻ, lẻ đánh tài anh em này. Lẻ đánh tài anh em nhé. Lẻ của đánh tài anh em ạ. Cứ trận đánh xỉu lẻ đánh tài là húp anh em nhé. Cứ chiến là húp anh em ạ. Ok, tay này phang tài anh em này. 53 rồi, 3, 4, 5. Húp tài rồi anh em nhá. Húp tài rồi anh em ạ. Rất đơn giản đúng không anh em? Quánh là húp anh em nhá. Ok anh em này, quánh kỷ niệm. Một tay cuối cùng cho anh em này. 53 là 8. Chẵn, chẵn anh chịu này anh em này. Chặn đánh chịu anh em này. Rồi đánh tay cuối cùng, tay này có gãy thì mình vẫn làm 4 củ phải không anh em? Vẫn cứ làm 4 củ anh em ạ. Làm gì ra 4 củ, làm gì ra 3 củ anh em, 3 củ anh em nhé. Tay này trúng thì được 4 củ anh em ạ. Ok, anh em xem clip mà thấy hay thì nhớ bấm like, ủng hộ kênh cho mình anh em nhé. Rồi, tay này ra tài, thế là làm 3 củ anh em nhé. Ok. Chào anh em.